bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thiết Kế Hưng Phát. Hôm nay Hưng Phát xin giới thiệu với các bạn máy cắt cỏ tỉa cành dùng pin DUM604. Sau đây mình xin mở hộp để xem trong hộp có những gì. Anh thử sử dụng. Hôm nay có cả biểu hiện, mọi người chuyên tâm phải đọc hướng dẫn rất là chi tiết. Đây là hướng dẫn sử dụng của sạc. Và đây là tờ rơi hướng dẫn tờ rơi về cái sinh thái dùng pin 18V của Makita. Rất nhiều, hơn 270 dụng cụ. Đây sạc DC 18SD. Một viên pin 18V, dung lượng 1.5A. Và cuối cùng là thân máy DUM604. Ok, bây giờ chúng ta cùng thao tác máy. Đây là lưới cắt cỏ, cắt bề rộng của nó là 160mm. Khi thao tác thì chúng ta trước hết là lắp pin. Đẩy cái này về phía trước, đẩy, tháo ra. Ok, bật công tắc. Tỉa cành thì chúng ta lắp thêm cái này, cũng hiện tại là mua thêm phụ kiện tỉa cành 20cm dài 20cm. Đây chúng ta sẽ tiến hành thay lưỡi. Thế mình ấn vào đây, cầm mũi nhỏ cầm vào đây, xoay để tháo. Kèm một cái lò mỡ nhỏ. Siết chặt nó lại. Bây giờ chúng ta đã có một cái máy tỉa cành. Bây giờ chúng ta sẽ thử demo bằng cuộn giấy. Chúng ta đang cuộn lại nó đây. Rất ngọt. Muốn trải nghiệm sản phẩm, muốn sở hữu cái sản phẩm này, xin vui lòng đến với Hưng Phát tại 532 Hà Nội, Hà Nội. Liên hệ chúng tôi theo số hotline hoặc là
chọn ở trang web ở phía dưới comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và thấy hữu ích. Xin hãy bấm nút đăng ký và chúng tôi một like chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn.